41 này. Gọi Z1, Z2 là hai trong các số phức Z thỏa mãn mô đun Z trừ 3 cộng 5i bằng 5. Z1 bằng Z2, à Z1 trừ Z2 mô đun bằng 6. Tìm bình phương của mô đun số phức Z W. Hay nhỉ. Đề cần tính W bình. Ok. Bằng nhiêu ha. Rồi, nó như thế này mới được. Bài hay. Này nhá. Nếu mà Z1 mình xem như điểm biểu diễn Z1 là điểm A đi, và tương tự Z2 điểm biểu diễn là điểm B, thì rõ ràng nếu như Z1 mà nó thỏa cái ý một này, thì điểm A với điểm B sẽ nằm trên một cái đường tròn, đồng ý không, hợp lý không? Từ một mình phán được A với B sẽ thuộc cái đường tròn tâm y, bán kính bằng bao nhiêu, bằng 5. 5 này nè. Đấy, bằng 5. Với tâm y tọa độ là bao nhiêu? 3 trừ 5. Đấy, 3 trừ 5. 3 trừ 5 là quỷ yếu chỗ nào? Đổ dấu chỗ này, đổ dấu chỗ này là ra tâm liền. Ok chưa? Rồi, thứ hai. Đây là ý hai nè. Rồi, từ ý hai là mình có đoạn AB bằng 6. Ok chưa? Mô đun Z1 trừ Z2, cứ nhớ Z1 biểu diễn điểm A, Z2 biểu diễn là điểm B, thì mô đun Z1 trừ Z2 là bằng đoạn AB. Ok, rồi. Vậy nếu như mình vẽ sơ sơ cái hình ra một tẹo, vẽ ngay đây đây. Đấy. Thì đây đoạn AB nè. Đúng không? Điểm A với điểm B nó chạy lon ton ở trên cái đường tròn tâm y. Mà nó chạy sao không biết, nhưng mà đoạn AB phải bằng 6. Ok chưa? Rồi. Bây giờ xử lý con W, đúng không? Xong rồi, xong hai ý rồi, rồi xử lý W. Con W của mình ấy nó bằng Z1 cộng Z2 trừ 6 cộng 10i. Nếu là lấy mô đun, W á nó sẽ bằng mô đun của này. Ồ, nếu để ý một tí mình sẽ thấy là trừ 6 cộng 10i, nếu mà mình tách ra thì nó ra là trừ 3 cộng 5i, hai cái như thế, đúng không? Tại sao mình lại liên tưởng trừ 3 cộng 5i? Nghĩa là tại lưu ý một này. Đấy, trên này có trừ 3 cộng 5i này, đúng không? Tách ra một tẹo. Z1 trừ 3 cộng 5i, ráp vào đấy. Nhá. Cộng cho Z2 trừ 3 cộng 5i. Đấy. Mình thấy là đây chỗ này là Z1. Z1 liền biểu diễn là con A. Hợp lý không? Còn trừ 3 cộng 5i thì đây chính là tọa độ của điểm y. Đó, 3 trừ 5 là nghĩa là mình lấy A trừ y. Hợp lý không? Đúng không? Z1 là A. 3 trừ 5 nghĩa là y. Lấy A trừ y. A trừ y thì nó sẽ ra được cái vector IA. Hợp lý không? Lấy A trừ y. Nhá, lấy sau trừ trước mà. Tương tự bên đây cũng vậy. Đây chính là vector IB. Đúng không? Z2 là B. Còn B là trừ 3 cộng 5 thì là trừ cho Y, đúng không? B trừ Y. B trừ Y là vector IB. Đấy, mô đun. Ngon không? Wow, đấy, đưa về cái vector làm. Rồi, ok men. Vậy là mình cần tính bình phương. Bình phương. Bình lên sợ gì? Đây, này thì bình. Nó ra thứ này, đúng không? Đó. Khai ra thì mình có IA bình cộng IB bình cộng với hai lần IA vector nhân IB vector. Rồi, ô mà IA là bằng nhiêu? IA là bằng 5 chứ bằng nhiêu, đúng không? IA chính là bán kính đường tròn tâm y. Đúng không? Tương tự như vậy IB cũng là bán kính đường tròn tâm y. Ồ, hay quá. 5 bình cộng 5 bình, tuyệt vời. Rồi, chỗ này. Chỗ này. Bên này IA vector nhân vector IB thì năm 1900 hồi xưa á, là mình có học học cái định nghĩa của tích vô hướng, áp dụng vô IA nhân IB, hai vector nhân nhau rồi ra IA nhân IB và nhân cho cos của góc giữa hai vector này chính là cos góc Y, đồng ý không? Chính xác là góc AIB đấy. Rồi, thế là xong. Một lần nữa IA với IB bằng 5. Vậy là mình vướng cái cos AIB, vướng cái thằng ôn con này. Đấy.
Thế là mình tìm code chứ mình sợ cái gì, đúng không? Mình tìm code là sao? Tìm code bằng cái gì? Bằng hàm code. Mình có AB là 6 nè, AI là 5 nè, IB là 5 nè. Sướng dã man luôn, đúng không nhỉ? Sướng dã man luôn. Rồi hàm code mình có à, hàm code nói rằng bây giờ tìm góc Y đúng không, thì xuất phát từ cái cạnh đối diện là AB nhé, AB bình nè, bằng IA bình cộng IB bình trừ trừ nhá, hai lần IA IB, và nhân cho cos của góc Y. Đấy, đấy là hàm cos. Tuyệt vời không? Ừ. Đó, nó như thế. Ok chưa? À, rồi. Bây giờ shift son luôn. Đúng không? Mình sẽ xem như cos Y là X nha. Xem cos Y là X nha. Rồi, ok man. Bây giờ chuyển hết toàn bộ bên trái nè. Ừ. AB là nhiêu? AB là 6 bình 36 nè. Trừ cho. Đấy, nhét hết toàn bộ bên phải vào trong cái ngoặc chứ nó có dấu trừ thế thôi. IA bình là 25 nè, IB bình là 25 nè, trừ cho hai lần IA IB nè, nhân với x là cos ấy. Ừ, shift son bập bập 0,28, tuyệt vời không? Ừ, từ đây cos của góc Y bằng 0,28 quăng vào đây. À, là mình tối nay lại lại tính thôi. Đúng không? Tính tiếp. Tính tiếp là ra rồi chứ gì nữa, đúng không? 5 bình 25 nè, 25 nè, cộng cho 2 nhân cho IA là 5 nè, IA là 5 luôn nè, nhân cho cos là 0,28 mới tìm được nè, bập 64. Tuyệt vời không? Đây là đáp án chứ gì nữa nha. Câu D. Đấy, nó như thế. À, mình đưa về vector là ừ, đưa vector là ừ. Rồi, ok men. 42 nè. Phù 42, 42 cũng hay đây. Ừ. 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 Ok, thôi mình làm mấy câu dễ dễ trước ha. À, 43 nè. 3 là tào lao, đúng không? 43 là thể loại tào lao. Một là mấy đứa đi biến đổi clock này. Nha, clock A. B bình, C lập, tách clock ra, đúng không? Nó sẽ thành log A của B bình cộng cho log A của C lập, quăng mũ ra ngoài, 2 log A B cộng 3 log A C. Đấy. Bằng log A B để cho nó bằng 2, 2 nhân 2 log A C để cho bằng 3. 3 nhân 3 4, 49 là 13. Thế thôi. B. Đấy. Không, easy game. Hoặc là mấy đứa có thể đi cho đại. À, ví dụ cho đại A là bằng 2 đi, tìm B, tìm C, xong thế vào đây là xong, đúng không? Cho đại. Ừ, rất dễ. Ok em nha. Rồi 44, 44 nè, làm 44 trước nè, 44 rồi làm tới 47 nè, bấm máy. Ừ, à, 49 này. Đấy, nói chung làm mấy cơ bản trước đã, đúng nha. 45 là 45 là cũng căng đấy. Ừ, cũng căng phết. Rồi ok men, làm 44 trước đã. Nào, phần không gian bên trong của chai nước ngọt có hình dạng như hình vẽ bên. Ừ. Bán kính đáy chai là R bằng 5 cm, bán kính cổ chai R bằng 2 cm. Rồi AB. AB bằng 3. BC bằng 6, CD bằng 16. Ok men. Tính thể tích phần không gian easy đúng không? Nó có ba khối hình, một là cái trụ nhỏ trên đây. Đấy, trụ nhỏ trên đây nè. Đúng không? Thứ hai là gì? Thứ hai là cái phần phần này nè. Phần này là cái gì nhỉ? Phần này chính là phần hình hình nón cụt. Đúng không? Hình nón cụt giống cái xô á, nếu mà lặp lại nó giống cái xô á. Ừ. Rồi phần thứ ba tất nhiên là phần ở dưới đây rồi, là hình trụ. À, ok. Tính ba cái V cộng lại là xong. Đồng ý không? À, rồi, bây giờ đá công thức vào. Đá công thức vào. V nó sẽ bằng, hiểu cho bằng đây. Rồi, V trụ là từ trên xuống dưới nhá. V trụ nhỏ là diện tích đáy nhân chiều cao. Đúng không? Diện tích đáy bi R bình. R là bao nhiêu? R trên nhỏ là 2 xăng. 2 xăng. Nha. 2 bình. Nhân với chiều cao AB là bằng 3, một đứa đúng không?
đem cộng cho V của hình nón cụt, nó sẽ công thức là cái gì nhỉ? V nón cụt nó sẽ bằng 1 phần 3 pi h nhân R1 bình cộng R2 bình cộng với R1 nhân R2. Ok men không? Đó là V của hình nón cụt. Rồi đá vào, đá vào, đá vào. 1 phần 3. Nón mà, nón phải có 1 phần 3. Đơn giản thôi. B, H. H là chính là đoạn BC hè. BC là bằng 6, đá vô. Rồi R1, R1 là R trên. Đúng không? R nhỏ đấy. Là 2 này. 2 bình cộng với R2 bình. R2 là R dưới đây. Đúng không? R dưới đây là bằng mấy? Là 5. 5 bình. Cộng 2 nhân 5. Đấy. Tuyệt vời không? Rồi tiếp tục. Trụ ở dưới. Cộng với pi R bình. R dưới là bằng 5. Nhân với chiều cao. Chiều cao CD. C là 16. Đấy. Thế xong. Đúng không? Mới đó khỏi bấm pi. Đúng không? Tại vì đáp án nào cũng có pi hết. Quá sướng. Bấm hoài. 190. My God. Sai gì trời. À này là 16, sorry. Khổ ghê, 16. Bằng, rồi, 490. B. 490B là cô B. Hi hi. Đấy, xong. Đấy, không khó đúng không? Nhớ công thức nha. V nón cụt. V nón cụt. Ok man. Rồi, 45 làm 6. Mày làm mấy câu linh tinh đó. 47 bấm máy này. Hợp lý không? 47 là câu mà nhìn không ưa được nè, vì nó easy quá. X lập trừ 3x cộng 2 bắt đầu từ 0 đến 2 bước nhảy là 0.1 luôn cho nó chắc. Rồi ok, lấy mắc cộng min đúng không? Mắc thì chắc lẽ bằng 2 nè. À không, mắc là chắc lẽ bằng 4. Đúng, mắc là bằng 4. Rồi min, min là không biết mấy nhỉ? Ô, min là bằng 0. Không có con âm nào hết. Ok men. Vậy là mắc bằng 4, min bằng 0, cộng lại là bằng 4 nhé. Câu A nhé. Rất dễ. Đúng không? Mắc bằng 4, min là bằng 0. Ok men. Rồi. 49 nè. 49 thôi bấm máy luôn. Đúng không? Bấm máy rồi dò đáp án thôi. X trừ 1 nè, chia cho x chạy từ 1 đến 2 bập 0,3068. Ok nhớ thôi, 1 trừ len 2 0,3068. Ui giời, nó gì nữa đúng không? Y chang nè, y chang luôn nhá. Câu A nó easy game em nhí đúng không? Rồi đấy, nó như thế. Ok bây giờ quay lên câu nào ta. 48 hả? 48 trước ha. 48 đi. Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm f phẩy bằng x lập trừ x bình. Ok. Rồi, biết tham số m thuộc AB, thuộc khoảng AB thì thì hàm số gx đạt nhiều điểm cực trị nhất là C điểm cực trị. Tính tổng A cộng B cộng C. Ok. Vậy thì mình sẽ tìm m để mà hàm gx đạt nhiều điểm cực trị nhất. Rồi bây giờ mình xong rồi mình đếm có bao nhiêu điểm cực trị, xong rồi mình lấy a cộng b cộng c thôi. Ok em nhỉ. Rồi bài này không khó nữa, bài này không khó nha. Bài này không khó. Ok nào, cái hàm gx, cái hàm gx này nó không phải là hai cái hàm đặc biệt. Hai cái hàm đặc biệt của mình là gì nhỉ? Hai hàm đặc biệt của mình là hàm trị tuyệt đối của fx. À, nghĩa là cái trị tuyệt đối nằm ngoài luôn, nằm ngoài hẳn luôn. Hoặc là hàm đặc biệt thứ hai là hàm f của trị tuyệt đối x. Có nghĩa là cái trị tuyệt đối nó bám vào con x. À, còn đây trị tuyệt đối là hờ hững rồi. Đúng nhỉ? Nó không không bám vào con x mà nó cũng chẳng có nằm ngoài luôn. Thôi vậy thì mình cứ làm theo kiểu bình thường. Đó kiểu bình thường nghĩa là sao? Kiểu bình thường là kiểu này. Đâu. Mình đơn giản mình đạo hàm xuống luôn. Đúng không? Đâm đầu đạo hàm xuống luôn sợ gì? G phải x nó sẽ bằng nào, come on.
À, để coi coi mình vậy thì mình phải đạo hàm cái trị thì đối trước đúng không nhỉ? Mình có cái công thức u à trị u đạo là bằng u nhân với u đạo chia cho trị u. Ok em nhỉ? Rồi, mà mình cần tìm tìm số điểm cực trị, nghĩa là mình cần tìm số nghiệm của cái phương trình g phẩy bằng không. Ừ, hợp lý không? Cho nên là mình đâu có cần quan tâm cái mẫu làm gì. Đúng không nhỉ? Vậy thì tại vì nếu mà bằng không thì tự bằng không thôi nhỉ. Vậy thì mình cần u nhân u phẩy nhân cho cái f phẩy bằng không là được nha. Nào, vậy thì u mình là trừ x lập cộng 3x bình cộng m. Đấy, đây chính là u mình nhé. Nhân với u phẩy đạo hàm xuống thôi. Trừ 3x bình cộng mấy nhỉ? 326 6x đúng chưa? Rồi, nhân với f phẩy. Ok men. F phải của chị nhé. Rồi, trong này bằng không là xong. Tất nhiên là mình hiểu rằng mình có chỗ này mình sẽ có hai nghiệm đúng không? Chỗ này nè. Chỗ này bằng không thì mình sẽ có hai nghiệm đơn. Hai nghiệm đơn là x bằng mấy nhỉ? X bằng 0 với x bằng 2 đúng không? Hai bình 4 đúng rồi. X bằng 0, x bằng 2. Ok. X bằng 0 với lại 2. Rồi, vậy là có hai nghiệm đơn rồi nha, hai ghim đây nha, đừng quên nha. Đừng quên cái này. Ok, rồi. Tiếp. Vậy mình chỉ cần cái đống này bằng 0 với con f phải bằng 0 thôi là xong. Trừ x lập cộng 3x bình cộng m bằng 0. Ok men. Ừ, với lại f phải bằng 0. F phải bằng 0 á. F phải bằng 0. Rồi. Rồi, đi làm hàm hợp thôi. Đồng ý không? Đi làm hàm hợp. Thì f phải bằng 0 thì x bằng mấy? Đây, để chó này đâu cho chơi đâu. Đúng không? X lập. Mình có x lập. Trừ x bình mà bằng 0 ấy, thì mình sẽ có nghiệm là x bằng 0 với x bằng 1. Đồng ý không? À, x bằng 0 với x bằng 1. Mà nếu mà bậc 2, à bậc 3 ấy nhỉ? Phương trình bậc 3 mà có hai nghiệm thì chắc 100%. Một trong hai nghiệm đó sẽ là nghiệm kép. Ok không nhỉ? Một trong hai nghiệm sẽ là nghiệm kép, và trong trường hợp này x bằng 0 chính là nghiệm kép. Đúng không? Đây là nghiệm kép nè. Còn con x bằng 1 là nghiệm đơn nhá. À, tại sao mình có thể phá x bằng 0 là nghiệm kép luôn? Đơn giản thôi. Thì mình có thể đi phân tích cái này, đúng không? X lập trừ x này. X lập trừ x bình thì mình rút x bình ra, đúng không nhỉ? Nó rút x bình ra là x bình. À, trong ngoặc sẽ là x trừ 1. Đấy. Thì rõ ràng x bình là nghiệm kép rồi, đúng không nhỉ? Hợp lý không? X bằng 0 là nghiệm kép. Mà mình đang làm cực trị. Đúng không nhỉ? Mấy đứa nhớ lấy. À, làm cực trị là một nè. Cực đại cực tiểu. Rồi max min là hai này. À, hàm đồng biến, nghịch biến là ba nè. Ba thằng đó. Ba cái phạm trù đó. Ba cái chuyên đề đó. Gặp nghiệm kép là vứt. Không quan tâm. Ok em nhỉ? Không quan tâm đến nghiệm kép nha. Mình chỉ quan tâm đến nghiệm đơn thôi. Nhớ đấy. Cho nên á là mình sẽ cho cái trị tuyệt đối nè. Đây. Cho cái trị đối nè. À, nó bằng số 1 này là được rồi. Ok, số 0 biến. Ok. Rồi, phản. Vậy là mình sẽ có trừ x lập cộng 3x bình cộng m bằng 0. Rồi, trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối của oh my god rồi đấy. Ồ hay của ta, trị tuyệt đối của con đó luôn đó. Trừ x lập cộng 3x bình cộng m bằng 0. Ok không? À xin lỗi bằng 1 tiếp, sorry. Một tiếp. Bằng 1. Ok. Rồi. Bằng 1 thì mình xé ra hai giá trị âm dương thôi, đúng không? Trị đối mà. Rồi cô lập m luôn nha. Cô lập m lên cho nó khỏe. Vậy m là bằng trừ 0 x lập thôi. X lập trừ 3x bình. Rồi ở dưới sẽ là không, tao nha. Làm vậy hơi ngược, làm vậy hơi ngược. Không nên làm vậy. Để con trừ x lập đây đi. Cộng 3x bình. Rồi bằng trừ m đi. Đấy, như vậy thì nó thuận hơn. Trừ x lập cộng 3x bình bằng 1 trừ m với lại trừ 1 trừ m. Ok không nhỉ? Nhớ xé ra hai giá trị âm dương nha. Rồi ok men. Rồi thì ba con này, ba cái phương trình này thì cần phải có bao nhiêu nghiệm ta? À, nhiều điểm cực trị nhất hả? Oh my god, nhiều điểm cực trị nhất. Vậy thì ba cái phương trình này cần phải có nhiều nghiệm nhất. Ok nhỉ? Nhiều nghiệm nhất. Rồi, vậy thì thôi vẽ cái hàm ở bên
trái này ra, à, vẽ hàm này ra. Ok nhỉ. Mà vẽ hàm này á, thì easy game tại vì đó là hàm bậc 3. Hàm bậc 3 thì vẽ cách vẽ tốt nhất là gì? Là bấm phương trình bậc 3. Đó là cách tốt nhất, không còn cách nào tốt hơn cách đó hết, chắc luôn. Không, bấm phương trình bậc 3. Trừ 1 này. Rồi, 3x bình này. Rồi, hai con còn lại là 0 0 bập. Đấy, nghiệm vứt đi. Đây. X bằng 2 với lại y bằng 4, y bằng 4 và y bằng 0. Y bằng 4, y bằng 0 là được rồi. À. Rồi, 4 0. Ok. Mà đây là hàm mà hàm bậc 3 a a âm. A âm thì buộc cái hàm nó phải như thế này. Đồng ý không? Y bằng 4, y bằng 0, chỗ này bằng 4 nè. Chỗ này bằng 0 nè. Đó, đang nói đến y nha. Rồi, ok man. Rồi, vậy ô vậy thì để có nhiều điểm cực trị nhất thì ba cái phương trình này cần phải có nhiều nghiệm nhất. Đồng ý nha. Mà muốn có nhiều nghiệm nhất thì ba đứa này trừ m 1 trừ m và trừ m à, trừ m trừ 1, ba đứa đó nó phải cắt đồ thị này tại nhiều điểm nhất. Ok không? Tại nhiều điểm nhất, à mà đấy như là cắt nha, cắt là cắt cái bục qua chứ không có tiếp xúc tiếp xích gì hết nha. Ok không nha? Rồi vậy thì chỉ có thể như vậy thôi đúng không? À, ba đứa đó nó phải nằm ở đây, hợp lý không? Không chạy được, không chạy nổi đâu. Ok em nhỉ? Vậy là nếu như mà xét từ trên xuống dưới, cao nhất chính là con nào nhỉ? Cao nhất đó chính là con 1 trừ m, đúng không? 1 trừ m. À, còn thấp nhất chính là con trừ 1 trừ m, đúng không? Thì chỗ này trừ m này, trừ m giống nhau rồi, thì cao nhất là con 1, đúng không? Lớn nhất con 1, thấp nhất thì trừ 1. Ok em nhỉ? Rồi, vậy điều kiện của con m sẽ là gì? Mình có điều kiện rằng 1 trừ m này nó phải, à 1 trừ m không, 1 trừ m phải nhỏ hơn 4 là được rồi, đúng không? Nhỏ hơn 4 chắc chắn là nó phải lớn hơn 0 rồi. À, nhưng mà mình sẽ không cần làm lớn không mới được, không cần làm. Tại vì sao? Tại vì mình có cái chặn dưới là trừ 1 trừ m nó lớn không rồi, đúng không? Tại vì sao? Đơn giản thôi, cái thằng 1 trừ m này chắc chắn nó phải lớn hơn cái con trừ m trừ 1, đúng không nha? Mà trừ 1 trừ m nó đã lớn không thì bảo đảm luôn con này nó phải lớn không, không cần xét, đó là điều hiển nhiên. Ok nha? Rồi đó, làm khôn lên, làm khôn lên thì mình sẽ làm nhanh chóng gọn gàng. Rồi vậy tóm lại m nó sẽ lớn hơn trừ 3, ở dưới đây m nó sẽ nhỏ hơn 1 nha. Không không không, nhỏ hơn trừ 1 chứ, m nhỏ hơn trừ 1. Ok man. Rồi vậy nghĩa là m nó sẽ nằm trong khoảng trừ 3 cho đến trừ 1. À, dấu bằng không có mấy đứa nha, đồng ý không? Dấu bằng không có đồng ý, tại vì nếu như mà 1 trừ m chẳng hạn nó bằng 4 thì chỗ đó là nghiệm kép mất tiêu rồi. Đồng ý không nhỉ? À, thì làm sao mà nó có điểm cực trị nhiều nhất được. À, rồi vậy là bây giờ đếm số điểm cực trị đúng không? Đếm là xong, đếm là rất easy thôi. Đây, một điểm cắt, hai điểm cắt, ba điểm cắt. Ừ thì mỗi đường cắt nhau tại ba điểm đúng không nhỉ? Mỗi đường màu đen cắt đường màu xanh tại ba điểm, thì đây có ba đường màu đen thì sẽ có tất cả là chín chín giao điểm đúng không? Chín giao điểm tất cả. 9 giao điểm nghĩa là 9 điểm cực trị. Ok em nha. Rồi, phán thôi. 9 điểm cực trị. Vậy nghĩa là A bằng trừ 3, đúng không? Nè, AB nè. B bằng trừ 1. Và C là bằng 9, đúng không? Nè, C điểm cực trị. 19 điểm cực trị là C bằng 9 gì nữa. Rồi, đề cần tính A cộng B cộng C nghĩa là trừ 3, trừ 1 cộng 9. Trừ 3 trừ 1 là bằng trừ 4, trừ 4 9 là bằng 5. À, sao không có ta? À sorry. Ồ không đúng rồi. Trừ 3. Ừ, 5 đúng rồi ta. A cộng B cộng C. À ok, mình thiếu. Ui trời ui. Sao mà 9 điểm cực trị được? Ừ. 9 đó nó phải cộng thêm 2 điểm cực trị đây nữa. Ôi ui. Mình đã chốt nó lại đó rồi, nguyên cục màu vàng khè đó mà không nhớ, ác liệt. Ok, vậy là thằng này có hai nghiệm đơn, nghĩa là hai điểm cực trị ở đó. Ok không? Rồi thêm một loạt 9 điểm cực trị dưới đây nữa, tất cả là 11 điểm cực trị mới đúng.
À, 11 điểm của chị nha. Rồi, ok man. Ừ. 11, vậy là C11. 11 quân đây. Là bao nhiêu nhỉ? 7. 7 là cụ đề. 50. Vẽ hình một tẹo nào. Ok. Nào, để cho. Lăng trụ. Đấy, tam giác đều cạnh một. Hình chiếu vuông góc của A phẩy lên mặt phẳng ABC trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Rồi. Thì ABC đi đi. À. Rồi, trọng tâm là trọng tâm G đi ha. G. G trọng tâm tam giác đều tuyệt vời luôn. À, vậy thì mình sẽ từ G mình chọc đứng lên A phẩy G vuông góc ở đấy. Ừ. Ok man. Khoảng cách giữa hai đường A phẩy với lại BC là bằng căn 3 phần 4. Rồi, tính thể tích khối lăng trụ. Ok, vậy thì mình không cần nhớ nhá. À, mấy đứa cần phải luyện tập cái kỹ năng là mình đừng có vẽ hết hình. Đúng không? Vẽ đủ được. Đủ là được rồi. Không cần phải vẽ quá dư làm gì hết. Ha, tất nhiên đừng vẽ thiếu. Ok. Rồi. Thì bây giờ muốn tính thể tích khối lăng trụ thì easy game thôi. Bây giờ mình đã có diện tích đáy rồi. Đúng không? Tam giác đều mà. Vậy bây giờ mình cần tính A phải G. Xong chuyện. Đồng ý không? A phải G chính là chiều cao của lăng trụ. À. Rồi. Vậy thì tính A phải G thế nào? Đơn giản thôi. Đi khai thác cái vụ khoảng cách từ A phẩy đến BC là ra A phẩy G bảo đảm luôn. Ừ, không chạy được chắc luôn. Rồi ok. Bây giờ đây là bài toán khoảng cách giữa hai đường chéo nhau thì mình sẽ có những cái phương pháp là gì? Phương pháp đầu tiên là phương pháp trực tiếp, nghĩa là mình nhìn vào mình thấy thẳng luôn. Cái đường thứ ba đó vuông góc với cả hai đường này thì bảo đảm luôn cái đó là khoảng cách. Không? Ok không nhỉ? Rồi, nhìn vào bài này thì cách đó là mình thôi mình thua rồi, nó vô vọng rồi, mình chẳng thấy được cái đường nào vuông góc với cả hai đường A phẩy A với BC, đúng không? Không thấy đường nào hết. Rồi, vậy chạy sang cách thứ hai. Cách thứ hai hoặc là cách thứ ba. Cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là đi chọn một cái mặt phẳng chứa đường này và song song với lại đường kia. Ok. À, thì cách này, cách đấy ở trong bài này hơi khó. Ừ. Còn cách thứ ba thì trong bài này thầy nghĩ là sẽ làm được. Cách thứ ba là gì? Chọn mặt phẳng chứa đường này và vuông góc với đường kia. À, ok không? Thì tất nhiên là có luôn. Có luôn. Đó là mặt nào? Đó chính là mặt A phẩy AG. Ok không? Rõ ràng. À, rõ ràng là mình có cái mặt A phẩy AG chứa chứa đứa nào? Chứa A phẩy A đúng không? Và vuông góc với lại BC rất rõ ràng. Ồ, vì sao A phẩy AG vuông với BC vậy? Tại vì đơn giản thôi nhỉ. Tại vì G chính là trọng tâm của tam giác đều. Cho nên AG bảo đảm vuông góc BC, AG đường cao. Đồng ý không? À, bảo đảm luôn. À, thứ hai, BC cũng vuông góc với A phẩy G luôn, tại vì A phẩy G vuông góc với đáy mà. À, cho nên BC nó vuông với cái mặt A phẩy AG. Hợp lý không? Rồi. Sau khi mình chọn được cái mặt đó rồi, bắt đầu đi làm bước thứ hai. Bước thứ hai là gì? Mình đi tìm cái con thì có cái mặt đó đó nó cắt con BC tại đâu. Ok không? À, thì rõ ràng A phẩy AG cắt BC tại Y đi chẳng hạn. Đó, đơn giản mình chỉ cần kéo cái con AG này cắt cái bụp BC tại Y thôi. À, easy. Thế thôi. Đấy. Rồi. À, đó là bước thứ hai. Ok không? Bước thứ ba là gì? Bước thứ ba từ cái điểm cắt á, mới tìm xong. Kéo một cái đường vuông góc với cái đường chứa. À, nghĩa là từ Y kéo vuông góc với A phẩy A là ngon. Ừ, ví dụ như là IK đi ha. IK vuông góc với A phẩy A. Ok nha. IK vuông góc với A phẩy A thì chắc luôn. Trải qua 3 bước. Bước 1 chọn mặt chứa đường vuông góc với đường kia. Bước 2 đi tìm giao điểm giữa mặt mới chọn và đường vuông góc.
đúng không? Tại vì không thể nào bây giờ có hai đường thôi, một đường chứa và đường vuông góc, thì không thể nào đi tìm giao điểm giữa cái mặt đó với đường chứa được. Nó cái đường nó nằm trong cái mặt đó, làm sao mà tìm giao điểm được, đúng không? À, đấy, cho nên là tìm giao điểm với cái đường kia, đường vuông góc á, ok không? Rồi, bước 3, bước 3 từ cái chỗ giao điểm, từ cái giao điểm đó kéo một cái đường vuông góc với lại cái đường chứa là được. À, thì cái đường kéo vuông góc đó chính là khoảng cách. Nó hay vậy đó. IK chính là khoảng cách. À, đề cho khoảng cách này bằng căn 3 phần 4. Xong. À, ok chưa? À, mấy đứa nhớ luôn, nhớ cách vẽ luôn. À, còn nếu như mà bây giờ thầy sẽ nói cái vụ mà tại sao nó là khoảng cách luôn ha. Tất nhiên khi đi thi mình không phải ngồi rảnh mà mình giải thích cho người ta, đúng không? Mình cứ vẽ hình xong rồi mình nhớ thằng đó là khoảng cách chữ quốc thôi ha. Tại sao khoảng cách đơn giản thôi đó, tại vì rõ ràng là khi mà BC vuông góc với cái mặt AA phẩy G thì chắc chắn 100% BC nó phải vuông góc với KI, đồng ý không? KI nằm trong mặt đó mà. Rồi mà cái cách mình vẽ KI nó cũng vuông góc với AA phẩy luôn, vậy hóa ra KI chính là đoạn vuông góc chung, ok không nhỉ? KI vuông góc với cả hai đứa, cho nên nó là khoảng cách thôi. Ừ, rất đơn giản vậy thôi, ok không nhỉ? Rồi ý da bây giờ cho cạnh đáy là một đúng không? Cạnh đáy là bằng một, ngồi tính nè. Rồi tính A phẩy G, KI là căn 3 phần 4. Ok man, căn 3 phần 4. Nói chung là mình có thể tính được AI với AG đó, đúng không? AI AG rồi. Thầy nghĩ tính A phẩy G mình sẽ làm bằng tam giác đồng dạng đi. Làm bằng tam giác đồng dạng đi, có lẽ sẽ ngon lành đấy. Rồi. Ok man, thế là mình có tam giác A. À không, A đi đúng rồi, A. G. A phẩy đồng dạng với tam giác A G, G là vuông góc nè, đúng không? Thì nó sẽ ứng với vuông góc bên đây K, đúng không? A K, A K I, đúng không nhỉ? Đấy, ok chưa? Rồi. Nghĩa là mình có tỷ lệ đồng dạng A G chia A K bằng với A A phẩy chia A I và bằng với G A phẩy chia K I. Ok mấy? Rồi, mình cần tính cái gì? Mình cần tính con gì ta, A phải G, A phải G đây, tính con này và chắc chắn phải có KI đúng không? Ừ, KI kìa, KI căn 3 phần 4, quá đẹp. Quá đẹp luôn. Rồi bây giờ đi tính mấy ôn kia để coi coi AG, AG tính được nè, AK tính được không ta? AK, AK mình sẽ tính bằng Pythagore được luôn nha. Ok man. Ok, vậy là mình sẽ lấy khúc này đây, thằng đầu tiên này với thằng thứ ba. Rồi ok, bây giờ cần tính AG. AG sẽ bằng 2 phần 3 AI, đồng ý không? Trọng tâm mà, AG trọng tâm mà. Mà AI chính là chiều cao tam giác đều, căn 3 phần, căn 3 phần 2 nhân cạnh, cạnh là bằng 1, khỏi nhân. Căn 3 phần 3. Tuyệt vời, xong AG một đứa. AK, AK thì thôi mình bi ta gõ cái eo ra một cái là AK liền ngay tức nha. Rồi ok man, AK bi ta gõ tam giác AKI nhé. À, vậy là mình sẽ có cạnh huyền là cạnh nào nha, cạnh huyền là cạnh AI gì đó, vuông tại K mà, cho nên là mình có AK bình nó sẽ bằng AK nó sẽ bằng cạnh huyền bình phương AI. AI là bằng cạnh chiều cao tam giác đều căn 3 phần, căn 3 phần 2 nhân cạnh căn 3 phần 2 đó bình phương nè, ok chưa? AI bình đem trừ cho thằng KI bình, KI bình thằng bình phương này 3 phần 16 bập 3 phần 4 đẹp như tiên. AK 3 phần 4, ok man, có AK có AG rồi. Bây giờ mình quăng vào thôi đúng không? Thì A phải G nó sẽ bằng AG nè nhân KI chia AK, đúng không? Quăng vào không? Đâu? AG căn 3 phần 3 rồi đem nhân cho KI, KI là căn 3 phần 4, ok, chia cho nào ta, chia cho AG
À, à đâu đâu chia AK với ta. Chia AK. AK mới tính được là 3 chia 4. Bập 1 phần 3. Đẹp nhá. Rồi, thế là xong rồi. Đúng không nhỉ? Tính về thôi, về lăng trụ. Về lăng trụ là bằng diện tích đáy. Căn 3 phần 4. Nhân cạnh bình đúng không? Cạnh là 1 khỏi nhân. Đem nhân thẳng cho chiều cao A,G. 1 phần 3. Bập. Căn 3 phần 12. Căn 3 phần 12 là câu A. Ngon lành. Ngon. Tuyệt vời chưa? Tam giác đồng dạng vậy thôi. À, vẽ hình ít thôi mới đó. Vẽ hình đủ rồi. Không cần thì vẽ quá nhiều. Ok. Mình quay lại mấy câu trên nào. Còn bao nhiêu câu? 46 này. 46, 42, 45. Ok. Là 46 với lại 42 trước ha. 45, 45 ở câu số câu lắp mũ là hơi khó. Hơi 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 cao một tẹo ha. Rồi 46 trước này. 46. 46 cho mô đun. Ok, hai cái mô đun luôn, sướng ta. Rồi. Ok, vậy nghĩa là mình cần tính giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của P. Rồi lấy hai ôn có cộng lại là xong, ok man. Rồi, có hai ý. Ý thứ nhất đây. Ý thứ hai đây. À, xử lý ý thứ nhất trước đi ha. Thực ra ý thứ nhất chẳng có gì xử lý, đúng không? Bây giờ mình quăng quăng x, quăng z vào xong rồi mình làm mô đun thôi nha. Một z gạch x trừ y trừ 3 trừ 2 y nhỏ bằng 5. Rồi làm mô đun. Vậy là thực bình nè, x trừ 3 tất cả bình cộng cho ảo bình, à, trừ y trừ 2 bình là thôi mình quăng dấu cộng vô luôn. Đúng cho nó sướng, nha, đổi dấu luôn. Nhỏ bằng 25 à, bình phương hai vế nha, để mất canh đó. Rồi tới đó thôi cứ để yên đó. Không có lo. Rồi bây giờ xử lý số 2. Xử lý con số 2. Số 2 à, số 2 bây giờ cái thể loại đó thì thôi mình tách mô đun ra đúng không, tách mô đun trên tự dưới mẫu rồi mình nhân chéo cái tự à, cái mẫu lên trên à, vậy là mình sẽ có mô đun của thế z luôn. Z bằng x cộng y cộng 4 cộng 3y nhỏ bằng mô đun của x cộng y trừ 3 cộng 2y đấy. Rồi tính mô đun thôi, là tính mô đun. Rồi hai bên đều có căn hết, sướng à, bình phương hai vế sướng. Vậy là mình sẽ có x cộng 4 bình phương cộng với y cộng 3 bình phương nhỏ bằng x trừ 3 bình phương cộng với y cộng 2 bình phương, ok men. Rồi khai hết toàn bộ ra à, chắc chắn ra bậc nhất rồi. Tại vì x bình với y bình hai bên mất hết rồi. Quá sướng, ra bậc nhất chắc luôn. Vậy là 8x cộng 16 cộng 6y cộng 9, ok men, chọn bằng trừ 6x cộng 9 cộng cho 4y cộng 4. Rồi chuyển hết toàn bộ qua vế bên trái đi. Vậy là mình sẽ có 16 à, không 14 chứ, 14x mấy y ta, trừ cộng 2y cộng 2y, ok men. 9 này với 9 này mất xác rồi, 4 chuyển sang là trừ 4. Trừ 4, 16 trừ 4 là còn 12 thôi. Ok. Rồi, triệt 2 đi, nhìn cho nó thích. Đúng không? Nhìn cho nó sướng. Rồi mình sẽ có 7x cộng y cộng cho 6 nhỏ bằng 0. Ok man. Rồi. Rồi vậy thì những con xy nó sẽ phải thỏa cái thứ này là một, thỏa thứ này là hai, đúng chưa? À rồi mà ô mà cái thứ này, ô cái thứ này chính là một cái hình tròn, đồng ý không? Thứ đó chính là một cái hình tròn. Tại sao là hình tròn đơn giản thôi? Tại vì dấu dấu nhỏ bằng vậy đó. À, dấu bằng thì là đường tròn, còn dấu nhỏ bằng là hình tròn. À, thế thì nếu như mà nó có hai hai ảnh XY mà tìm maximin hai ảnh XY mà XY nó lại liên hệ với nhau bởi một cái công thức đường tròn hoặc là hình tròn ấy, thì thường thường mình sẽ sử dụng phương pháp lượng giác hóa. À, thầy tin rằng phương pháp lượng giác hóa trong trường hợp này là phương pháp gần như là tốt nhất.
À, thầy không dám khẳng định là tốt nhất là the best, không dám khẳng định như thế, nhưng thầy tin rằng đó là phương pháp gần như tốt nhất. À, có nghĩa là nó dễ làm là thứ nhất, dễ bấm máy là thứ hai, và gần như nó rất chính xác, rất chính xác. Tại vì sao? Tại vì mình table, mình bấm máy max min table, mình dò mà từng độ một, 1 độ 2 độ mà làm sao mà không chính xác được, đúng không? À, cho nên đưa về lượng giác đi ha. Nào, đi vào lượng giác thôi. Nào, thế thì mình sẽ có, mình cần biến đổi cái này một tẹo, là cái này là số 3 đi ha. Số 3 nè. Rồi cái này số 4 nè. Ok man. Số 3 của mình nó sẽ suy ra, bây giờ mình cần chia 25 qua. Cái 25 mà chính là 5 bình mới đúng nha. À, 25 chính là 5 bình. Đấy, ghi vậy đi. À, thì khi mà mình chia 5 bình qua thì x trừ 3 tất cả bình nè. Chia 5 bình thì mình gom lại sẽ là x trừ 3 chia 5 tất cả bình. Đấy, à, nó như vậy đi ha. Ok men, rồi tương tự thôi. Tương tự mình sẽ có y cộng 2 chia 5 tất cả bình. Rồi, nhỏ bằng 1. À, đấy. Thế thì mình có quyền đặt đặt cái gì? Đặt sin. Sin t đi ha, là bằng x trừ 3 chia 5. Và cos t là bằng y cộng 2 chia 5. Và từ đó mình có thể đi tính x bằng 5 sin t cộng 3, đúng không? Còn y nó sẽ bằng 5 cos t trừ 2. Đấy, nhân chéo lên xong mình chuyển vế đó, chẳng gì hết. Rồi, vậy là mình có quyền quăng vào, từ số 4 suy quăng x y vào, mình sẽ có 7 nhân 5 sin t cộng 3 cộng cho y là cộng 5 cos t trừ 2 cộng 6 nhỏ bằng 0. Ok không? À, đó là một cái. Thứ hai, mình quăng thẳng vào con p luôn. P của mình nó bằng x bình 5 sin t cộng 3 tất cả bình cộng với y bình 5 cos t trừ 2 tất cả bình cộng 8x cộng 8 5 sin t cộng 3 cộng 4y cộng 4 5 cos t trừ 2, à, cộng 5. Ok. À, vậy thì mình sẽ đi table hai bảng luôn đó. Đúng không? Tại vì mình có hai cái dữ kiện lực. À, thằng này với thằng này, à, đi table hai bảng luôn. Hai bảng fx gx chứ có gì đâu. Bật gx lên, shift menu xuống 2 lần. Bảng giá trị số 1. Rồi số 2 là fx gx. Đấy, ok. Rồi. Làm từ trên xuống dưới nhé. À, bây giờ fx của mình là con ở trên 7 5 sin t nè cộng 3 cộng cho 5 cos t trừ 2 cộng 6. Ok man. Rồi gx, mẹ ơi gx nhìn phức tạp ớn luôn đó. Bấm cẩn thận. Bấm cẩn thận một tẹo. Ok, nhớ đưa máy vào degree nha. À, degree, à, nói chung max min lượng giác thì tốt nhất không nên dùng bi, nhìn rắc rối lắm. Rồi bắt đầu từ 0 cho đến kết thúc 360 độ nè. Bước nhảy là 15 độ trước A tính nhị tính. Bập bập. Ok, max min luôn đúng không? Này mình sẽ dò những cái thằng nào mà con fx nó âm. Thấy không? Rồi fx của mình là fx của mình là đây nè. À, nó phải âm, âm hoặc nhỏ hoặc bằng không vẫn được. Đó, vậy ba độ ở dương này vứt hết đi, không quan tâm những cái dương. Đây này, bắt đầu âm nè, âm nè đó. Rồi vậy là chạy từ khoảng 210 độ cho đến bao nhiêu nhỉ, cho đến 315. Ok, 210, 210, 315. Rồi đi dò lại 210, 315. Rồi sửa lại, sửa lại một tẹo, 210, 315. Bây giờ bước nhảy 5 độ được không ta? Ừ được. Trời xong rồi bị hố lắm ta. Ừ trời, bước nhảy 1 độ các chắc được ạ. Thử bước nhảy 1 độ coi. Trời càng chính xác càng tốt. Ồ lỡ phạm vi rồi. Vậy thì tăng lên bước nhảy 2 độ thì càng chính xác càng tốt. Càng chính xác càng tốt. Rồi ok. Thôi chắc khó dữ gì bộ. 3 độ. Ok thôi 4 độ vậy. Rồi vậy 5 đến 5 độ vậy. Thiệt tình luôn, con cá nhà ai khó thế. Ok rồi thì 5 độ sợ gì nè, mình gom lại được luôn đó, 215 rồi đúng không, mình gom lại được luôn 215 cho đến bao nhiêu, gom lần nữa sợ gì, cho đến
À đây mình gom kiểu này đây à, mấy đứa thấy không, mấy đứa coi GX là âm, GX là max min đúng không, còn FX là âm, là âm hết mà, FX phải âm hết mà. Này đó, rõ ràng là con min của nó khoảng trừ 11 nè đúng không, trừ 11 đấy, con min là khoảng trừ 11 nhé. À còn max là bao nhiêu thì chưa biết, max chắc hai mấy hả. Ồ hai mấy không được, không được chỗ này nha, 24 này không được nha, tại vì bên đây nó phải âm mà đúng không, max cỡ 14 mà, mắc cỡ 14. Mình cần dò lại cái max. Cái min thì là, cái min là bằng trừ 11 là đúng rồi đó. Ok men. Rồi, Bây giờ kết luận min đó. Min ấy, min là bằng m nhỏ bằng trừ 11 nha. Rồi bây giờ mình dò lại con max. Dò kỹ lại một tẹo, đúng không? Rồi, vậy là max vào cái khúc này nè. Vậy bây giờ mình sẽ dò từ 215. 215 mà con FX của mình vẫn dương nè, vẫn không được. 215 cho đến 220 coi. Đúng không? 215 đến 220. Ok mẹ. 215 đến 220. Rồi, cái này chỗ này thì bước nhảy 1 độ rồi, là ngon rồi. À, chính xác lắm luôn á, không giỡn đâu. Ok man, à, 1 độ là thôi mình không cần giảm nữa, tại vì 1 độ là chính xác lắm rồi. Rồi ok Max, oh my god, Max nó cỡ khoảng mười mấy, thầy nghĩ là khoảng 17, tại vì chỗ này nè, không, cái chỗ này chả phải dò kỹ nữa trời, cái chỗ này 216 nè là chưa lấy đúng không, tại vì chỗ này nó dương mà, FX dương mà. Bây giờ mình xuống sát luôn được không, đồ sát luôn, 216 đến 217. Ok 216 217 rồi, bước nhảy đúng không, bước nhảy là lấy 1 chia 40 luôn, 1 chia 40 luôn, tại vì lấy kết thúc trừ bắt đầu là 1 mà đúng không nhỉ. Rồi như vậy, ủa không, à tại vì giờ FX với GX cho nên không lấy 1 chia 40 được, 1 chia 30 thôi. Chưa được luôn hả, khó khăn dữ vậy bộ. Ok thì 1 chia 20, trời ơi đấy, rồi kỹ lắm rồi. Này âm nè, âm đi con ơi, đây 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 đây. Rồi ok. Rồi, mình có thể lấy khoảng 17 là được rồi, mới được. Đúng không? Là cái chỗ này. Cái chỗ này nó gần không nè. À, thầy nghĩ mình có thể lấy max là khoảng 17. Thực ra không chính xác mấy đâu. Không chính xác là 17 à, à hoặc là nó bằng 17 á, nhưng mà mình không, tất nhiên là trên cái cơ sở này mình không thể phán chắn 100 nó là 17, nhưng mà mình có thể lấy khoảng khoảng nó vẫn được, không sao hết. Ok em nhỉ. Rồi 17, ok em nha. Rồi gần bằng 17 nha. Rồi hai đứa cộng lại thì rõ ràng là bằng 6 rồi, đúng rồi, hai đứa cộng lại bằng 6, 6 là con B. Ok khoảng đấy được không nhỉ. Max min của một cái biểu thức có hai ẩn SI mà mối liên hệ của nó là hình tròn hoặc đường tròn. Thực ra hình tròn khá là hiếm rồi đó. À, đường tròn thường mới được gặp, nhiều đường tròn hơn. Thì dùng lượng giác để tìm max min cho nó chính xác. À, ok không? À, thầy tin rằng cách này là cách dễ nhất. Còn tất nhiên nó có một số cách nữa, ví dụ như là về thế hàm số, về bằng hàm số. Rồi dùng bất đẳng thức Bunyakovsky vân vân vân, tất nhiên có những cách đó nữa ha, nhưng mà thôi thầy thấy cách này là ngon lành là nhất rồi. Ok rồi 46 47 xong. Ủa nào ta, à làm câu làm câu hình này trước ha. Ok 42 rồi, 42 cho điểm A 2 phần căn 3. Sao xấu thế. Đường thẳng delta qua A tạo với trục OX một góc 60 độ. Delta cách mặt phẳng OIZ tại điểm M. Khi OM nhỏ nhất, tìm tung độ của M. Chà, OM nhỏ nhất. O cố định vậy nghĩa là M di động cho nên mới có dụ nhỏ nhất lớn nhất. Tại sao M là di động? Tại vì con delta là nó tạo trục OX một góc 60 độ và nó di động. Nó di động quanh con OX, à không, quanh con A chứ. Quanh con A và luôn luôn tạo với trục OX 60, hay nhỉ. Rồi comment. Vậy thì mình có thể hiểu như thế này mới được.
cái mặt OIZ là mặt này đi ha, ví dụ mặt OIZ là mặt ngang này đi ha. Rồi rồi cái con OX là con này đi. Đấy, con này trục OX này, đây trục OX của mình nhá. Ok em, rồi điểm O nè. Rồi đấy nó như thế ha, đây là mặt O I Z. Ok em. Rồi thì có một cái con A, có một cái điểm A nó cù bất cù bơ. Điểm A cù bất cù bơ nằm đây nè. Điểm A. Rồi sẽ có một cái đường thẳng nó song song với OX và đi qua điểm A. Đây đường này đây. Đấy, tất nhiên cái đường nó sẽ cắt mặt OIZ rồi đúng không? Chắc chắn 100% bị cắt đấy. Rồi sẽ có một cái đường thẳng delta tạo với trục OX một góc 60. Vậy cái đường delta đường này nè. Giả dụ đường delta đường này đi ha. Đường này nè. Ok chưa? Đấy, nó tạo với trục OX một góc 60 độ. Rồi, vậy hiểu mình hiểu rằng cái đường này cũng tạo với cái đường thẳng qua A một góc 60 luôn. Tại vì cái đường này nè. Cái đường này nó song song với OX mà. Đúng không nhỉ? Hợp lý không? Rồi, góc 60 là góc nào? Góc 60 chính là góc này. Đó. Và cái đường đó nó xoay quanh điểm A. Nó xoay quanh điểm A, và khi mà nó xoay quanh điểm A thì nó sẽ tạo, nó quét lên trên không gian một cái mặt nón. Mày đâu có hình dung được không ta? À, mày đâu có hình dung được nhỉ? Thì rõ ràng cái đường này, cái đường này chính là cái đường, cái trục của nón, và điểm A chính là đỉnh nón. Hay ha, ok chưa? Hay ha. À, rồi tất nhiên cái đường đấy khi mà quét lên trên mặt, trên không gian một cái mặt nón, thì nó cũng quét lên trên cái mặt OIZ một cái đường tròn, đồng ý không? Một cái đường tròn à, và đường tròn nó chính là đáy của nón, ok không? À, và cái con M đó nó di động. À, con em mà nó chạy lon ton ở trên cái đường tròn đó, à, đường tròn đáy nón á, ok chưa? Đấy, cái bài như thế, cái bài như thế. Tóm lại, tóm cái váy lại, này nó có một cái nón đây, đấy vậy thôi, đúng không? Nó có một cái đường tròn đây nha, này đường tròn nè, đường tròn này chính là đường tròn đáy nón và là cái, người ta gọi đây là quỹ tích của con em mà. Ok man, đấy vẽ rộng là một tẹo. Đấy, ok mẹ. Được không vậy? Nha. À, con mờ chạy lon ton trên cái đường tròn đó nhé. Rồi. Rồi, ok. Ngon lành, ngon lành. Rồi. Thế rồi. Rồi, cái góc này. Góc này sẽ là góc 60 nè. Hợp lý không? Góc là sao là 60. Rồi, ok. Rồi, bây giờ đi... bây giờ coi OM nhỏ nhất, OM nhỏ nhất thì easy các em, đồng ý không? Mình sẽ làm cái trò gọi là tâm tỉ cự. Nếu như mình gọi cái y đi, gọi y là tâm của cái đường tròn đáy nón, thì OM nhỏ nhất khi nào? Khi OIM thẳng hàng. À, khi mà OIM thẳng hàng thì mình sẽ có nhỏ nhất với lớn nhất luôn mới được, đúng không? Đây, đây là lúc thẳng hàng này. Đấy, thì con M nằm lên đây nè. Đây chính là M max. M max ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là OM lớn nhất. À, còn đây, M này chính là M, M min. Ok men. Đấy, OM nhỏ nhất. Rồi. Rồi, muốn tìm tung độ của M. Chà, tìm tung độ của M mình buộc phải đi làm tâm thị cự. Nghĩa là mình cần tính OI. Đúng không? Mình cần tính IM. Nha. À, y mà là mình lấy mờ min bên đây nha, mờ min bên đây nha, còn mờ mắc là mình hiểu rồi, mình hiểu để mà ví dụ đề đề mà nó điên điên nó hỏi OM lớn nhất này thì tung độ mờ nhiêu thì mình cũng biết là đúng không, mình còn biết mờ mắc nằm đâu nha. Rồi có nghĩa là mình, tóm lại mình sẽ cần phải đi tính OI là một, thứ hai là IM là hai. Ok man, rồi tính hai cái đó là làm tâm thị cự là xong. Tất nhiên là mình cần phải có tọa độ của điểm Y nha. À, phải có tiểu tọa độ điểm Y. Y chính là hình chiếu của điểm điểm A, đồng ý không? À, rồi hình chiếu của A lên mặt OIZ. Vậy nghĩa là điểm Y này sẽ có tọa độ là
giữ là Y với Z. À, 0, 3, 4. Đấy, xong, khỏe. Đúng không? Rồi, vậy nghĩa là mình sẽ có IA, đúng không? Tìm được IA, khỏe quá thể. AI, lấy Y trừ A. Y trừ A rồi trừ 2 phần căn 3. Không, không. Rồi, tự nhiên mình sẽ tính được cái con AI nha, tính được AI. AI rõ ràng bằng 2 phần căn 3 rồi. Đấy. Có AI rồi mình sẽ làm sin cos tăng để mình cần mình tìm MI. À, và tất nhiên trong trường hợp này làm tăng đúng không? Tăng của góc 60. Đối là MI đang tìm. Kề là AI 2 trừ căn 3. Rồi vậy MI nó sẽ bằng MI là bằng tăng 60, tăng 60 là pi trừ 3 căn 3. À, bằng 2, MI bằng 2, quá khỏe. Quá khỏe luôn. Ừ, MI bằng 2, ok man. MI bằng 2, chà, mà mình có tọa độ điểm Y rồi kìa. Oh. Rồi, OI, OI là mấy? OI là bằng 5, sướng nha. Hợp lý không? AI nè, AI mình còn có OI đây nữa. À, lỡ rồi tìm vector OI luôn. OI là 0, 3, 4 luôn chứ gì nữa, đúng không? Và mình có OI là bằng 5. Dạ. Ok man, đi làm tâm thị cự thôi, đúng không? Tâm thị cự nói rằng vector OI nó sẽ bằng OI chia cho MI nhân vector MI. Ok, MI, MI, đúng rồi, MI. Đấy, à, à, đến dạng vậy thôi. Rồi, bây giờ điểm Y thì có rồi nè. Đúng không? OI có rồi, phán luôn rồi. Điểm Y, OI nè, OI bằng nhiêu? OI bằng 5, MI bằng 2, OI bằng 5 hả? Hay quá ta. MI là bằng 2, vậy là 5 phần 2. Rồi, vector MI. Xong. Bây giờ cầm máy lên bấm MI luôn. Hợp lý không? Bấm thẳng MI luôn. Sợ gì nữa? Đâu, mình có. Này nhá. Xem như con M là X. Ừ. Y này là y lớn đây, y này đây ha. Rồi, à, lấy y trừ ô, ô là không không khỏi trừ, đúng nhỉ? Rồi bằng 5 phần 2 y trừ m, nghĩa là à, chuyển 5 phần 2 qua bên đây nè. À, chuyển cục góc qua bên trái luôn. Rồi lấy à, y trừ m, y nè trừ m nè. Đấy, à m m đây. Ok, tuyệt vời. À, rồi xếp số. Hợp lý không? Xếp số thôi. Rồi y là tọa độ điểm y, hoàn độ điểm y đâu? Y hoàn đổi bằng 0 nè. À, mình xếp số nó còn M chứ gì nữa đúng không? M, bập. Rồi, không. Đấy, đó là cách xếp số nó M, tọa độ M. Không. Ok, lại xếp số tiếp. Rồi, tọa độ, thế tọa độ Y đó, 3 nè. Rồi, xếp số nó M, 1,8. Ok. Y là 4 nè. 2,4. Thế là xong, đúng không? Tung độ điểm M 1,8 là bao nhiêu nha? 1,8 là 9 phần 2 à? Không, à 9 phần 5. Tuyệt vời. Vậy là câu D. Đấy, tâm thị cực. À, cái bài như thế. Đúng nha. 8 điểm, cũng hợp lý. Cũng hợp lý. Bài như thế, ok. Rồi, bài lóc mũ nào. Cao áp phương trình. Log 4 x bình cộng y bình cộng 12 y cộng log 3 x bình cộng y bình. Nhỏ bằng log 4 y cộng log 3 của 3 x bình cộng y bình cộng 8 y. Có bao nhiêu cặp số nguyên x y thỏa mãn bất phương trình trên? Ok. À, điều kiện là y lớn 0. Ừ, đúng. Điều kiện là y lớn 0 nha. Đấy. Y lớn 0 là kéo theo tất cả những thứ còn lại là lớn 0 hết. Quá tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ biến độ một tí. Bây giờ 4 log 4y này mình chuyển sang bên trái thì sẽ được trừ log 4y. Thì mình dùng công thức trừ thành dấu chia. Mình sẽ ra log của 4 à, x bình cộng y bình cộng 12y
chia cho y. À rồi, nhỏ bằng tương tự chuyển log 3 x bình cộng y bình qua bên phải thì trừ hình chia nhá, log 3 nhân 3 là vào luôn. À 3 x bình cộng y bình cộng 24 y chia cho y. À không, chia cho x bình cộng y bình chứ. Ok rồi. Ok, bây giờ mình chia xuống phát. X bình cộng y bình chia y cộng 12. Ừ. Nhỏ bằng log 3 của 3 cộng cho 24 y chia cho x bình cộng y bình. Tuyệt vời không? Rồi ok. Bây giờ mình đặt t là x bình cộng y bình chia y nha. Thì cái lượng này với cái lượng này là nghịch đảo của nhau, đúng không? Và tất nhiên là t lớn không nha. Tại vì sao, đúng không? Y lớn không, không? Y lớn không bảo đảm t phải lớn không, à, lớn bằng không hay lớn không gì đó. Rồi ok. Vậy là quăng lên mình sẽ có log 4 t cộng 12 chuyển cái này qua trừ log 3 3 cộng 24 phần t, đúng không? À nhỏ bằng không. Thì nếu như đây là hàm fx thì mình sẽ thấy là, à không, ft chứ, mình sẽ thấy là ft là nó đồng biến mới được, đồng ý không? Ft đồng biến nhá. Rồi nếu mà đồng biến ấy thì con ft này sẽ chạy lên. Ừ, vậy mình sẽ vẽ một cái bảng biến thiên như thế này, nếu đồng biến thì nó sẽ chạy lên như thế này, đúng không? Rồi t lớn không mình sẽ chặn đây phát. Ok, mình cần biết là con ft bằng không thì khi nào, đúng không? Mình cần biết là con ft bằng không thì ship so thôi, đúng không? Log 4 nè, t cộng 12 nè, trừ cho log 3 3 cộng 24 phần t. Ừ. Rồi ship so thôi. Đấy, ok, t bằng 4, tuyệt vời. Khi t bằng 4 thì ft bằng 0. Đấy. À, nghĩa là những đứa này là những đứa nào mà nó nhọn không nè. À, nguyên vạch nhọn không. Vậy rõ ràng, à đây là bằng 4. Vậy rõ ràng con t của mình nó phải chạy trong cái khoảng này. Đồng ý không? T phải chạy từ 0 đến 4 để mà ft nó nhỏ hơn không, đơn giản như vậy thôi. À, phán t nhỏ hơn bằng 4. Nhà, bằng được không? Bằng được nhá. Tại vì trên đây có dấu bằng mà. Đúng không? Trên đây có dấu bằng. Rồi ok. Thì hồi nãy đặt t là x bình cộng y bình chia y nhỏ bằng 4. Ok man. Y lớn không rồi cứ nhanh chéo lên thôi. X bình cộng y bình trừ 4y nhỏ bằng 0. Rồi bắt đầu mình mới đi đi dò ha, đi dò phát, đi dò con x đi, xong mà shift zone, a đi đi bấm máy ra con y ha, x bằng 0 nè, x bằng 0 thì bấm máy bắt phương trình thôi, đúng không? Hai bốn, đúng 4. Rồi x bằng 0 thì đây 1 trừ 4. Rồi y kẹp giữ từ 0 đến 4 mà mình hiểu là ngay từ ban đầu mình đã có cái điều kiện là y lớn không, cho nên là mình sẽ lấy y chạy từ 1 cho đến 4. Ừ. Đây là số nguyên nha. Đó là số nguyên nha. À, mà mình hiểu chỗ này số nguyên 1 2 3 4 đấy. Rồi tiếp tục x bằng 1 cộng trừ 1 nha, tại vì dấu trừ không quan trọng, đúng không? Dấu trừ mà quăng vào đây thì nó cũng ra 1 thôi, mà 1 cũng vậy thôi nha, cho nên là chỗ này mình sẽ có mình làm gộp luôn. À mình làm gộp luôn. Rồi vậy sửa chỗ này là một thôi, một bộc bộc. Ok bao nhiêu vậy ta? 0,26 đến 3,7. Nếu mà vậy là lấy số nguyên thì y nó sẽ nằm trong lớn hơn hoặc bằng 0, vậy vậy là từ 1. Từ 1 cho đến 3 thôi. Đồng ý không? Từ 1 đến 3 thôi. Nha. 1 trừ 4 1 đúng rồi. Từ 1 đến 3. Rồi. X bằng cộng trừ 2 thì mấy?
cộng trừ 2 bình phương là 4 rồi. Ồ, x bằng 2, hay quá. Ok, y bằng 2, một đứa. Rồi, tiếp tục x bằng cộng trừ 3. Cộng trừ 3 bình lên là 9 nè. Ồ, vô nghiệm rồi, tuyệt vời. Vậy là có bao nhiêu con tất cả? Ok, chỗ này thì sẽ có 4 cặp. 4 cặp XY, đúng không? Chỗ này thì mình sẽ có từ 1 đến 3. Từ 1 đến 3 là bao nhiêu đứa ta? Từ 1 đến 3 là 3 đứa, 3 đến 2, 3 đến 2, 2 thì đây là 6, 6 cặp. Rồi, ở đây có 2 cặp nữa. Tất cả 12 cặp của B. Ok, tuyệt vời không? Nó sẽ như thế đấy. Ừ. 12 cặp tất cả. Đấy. Ok. Đấy. Cái đó vừa mới kinh qua cái đề ôn à, thi trung học phổ thông. Tuyệt vời không? Cũng ngon đúng không? Nếu có bất kỳ thắc mắc gì mới đó có thể để lại dưới comment để mà để thầy giải đáp nhé. À, ok. Chúc toàn bộ mọi người ôn thi thật tốt. À, chúc toàn bộ mọi người thi thật tốt. Bye bye. Hẹn mới rất là tiếp theo.